chỉ cần những người thân yêu cảm thấy ngon, thì vất vả có là gì? Ly! Mẹ à? Cái Linh đâu mà để cho con vào bếp một mình thế này? Chị Linh chị ấy mệt nên con làm một mình không sao ạ. Không sao là thế nào? Sao con hiền thế? Mẹ về rồi đấy ạ. Thôi, chị còn ra đây làm cái gì? Chị cứ vào trong kia mà ngủ đi. Lát nữa nấu nướng xong xuôi rồi tôi mời chị ra. Chị đang mệt mà. Mẹ ơi, con đâu có... Chị tưởng chị là thiên kim tiểu thư à? Người người phải cung phụng chị à? Mẹ ơi, lúc nãy con đang nấu rồi. Mẹ ơi, chuyện bếp núc là chuyện bình thường ạ. Con không có gì đâu. Nhà ai bận thì nhà còn lại nấu thôi. Không sao đâu ạ. Đúng là cái thứ nghèo hèn. Đi làm dâu mà cái kiến thức cơ bản làm dâu mà chị không biết học đến nơi đến chốn à? Đúng là cái loại không ra gì. Úp sọt để người ta phải cưới. Tôi nói oan à? Chị cảm thấy oan ức lắm à? Chị nhìn xem, cái Ly ấy, nó cũng đi làm dâu ấy. Nhưng mà chị có được bằng cái móng tay của nó không? Chị xem nó cư xử, đối xử ăn ở với gia đình nhà chồng như thế nào hả? Chứ ai như chị, suốt ngày chỉ nằm ườn ra thôi, chờ người ta cung phục bưng đến tận miệng à? Có chuyện gì đấy mày? Anh về mà anh hỏi con vợ anh ấy. Anh nhìn xem, một đứa đang bầu bí, ốm yếu như thế mà phải lăn vào bếp nấu nướng phục vụ để cho vợ anh ấy nó nằm ngủ ườn xác trong kia kìa. Thì Ly có sao không? Dạ em không sao ạ. Chắc do em ngén quá. Mẹ về mẹ thấy mẹ lo nên mẹ giận thôi. Thôi không sao, không có gì đâu ạ. Cả nhà mình ra ăn cơm đi. Linh này, Thím Ly bụng đang như thế, em nhớ giúp đỡ Thím Ly. Đừng để Thím làm việc một mình. Chia sẻ công việc nhau ra mà làm. Đừng có lười biếng, ích kỷ như thế. Mẹ ơi, mẹ đi tập nhảy mọi người thế nào rồi ạ? Có động tác nào khó không ạ? Nói mới nhớ, mẹ mà biết ý, đi nhảy vừa khỏe mà vừa vui như thế, mẹ nghe lời con đi tập từ lâu rồi. Cô đang cắt. Mẹ, sao mẹ lại... Mày giấu tiền vàng của tao ở đâu hả? Bỏ ra ngay. Con ăn cắp. Mẹ, con không ăn cắp số vàng nào của mẹ cả. Mẹ đã tìm kỹ lại chưa ạ? Tao tìm khắp phòng rồi, không thấy đâu cả. Bố mẹ mày dạy mày sống thất nhân thất đức như thế hả? Mẹ, quả thật là con không có ăn cắp. Sao lúc nào mẹ cũng nói xấu, kiểu nghĩ xấu con thế hả? Nếu mà mẹ không tin ý, mẹ có thể kiểm tra. Bây giờ kiểm tra phòng mày chỉ còn ý nghĩa gì nữa? Mày ăn cắp tiền, ăn cắp vàng của tao về cho thằng bố con mẹ mày xây nhà quê phải không? Sao mẹ biết mẹ con cần tiền sửa nhà? Mày tưởng tao không biết gì hết à? Cái nhà của mình rột quá, mẹ tính gom vay mượn tiền lại làm lại cái máy mới sửa cái chuồng lợn, còn có thì cho mẹ một ít. Mẹ ơi, bây giờ hiện tại con cũng đang kẹt quá, nhưng mà có gì mẹ cứ để con tính nhá, con sẽ báo lại mẹ sau. Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Lợi, hai cô gái này là ai?
sao con lại đem họ về nhà mình hả con? Mẹ, con là Hoàng, lợi cuối tuần mới về cơ ạ. Cái thằng này mà trêu dọa mẹ à? Con là lợi, cái thằng Hoàng đâu? Mẹ, chắc là mẹ mệt quá đấy anh ạ. Bây giờ để mẹ ăn cháo rồi mẹ uống thuốc nghỉ ngơi. Không muốn. Con là ai? Con cút đi, đồ yêu tinh. Lợi ơi, con đuổi nó đi. Nó đánh mẹ, nó cắn mẹ, nó dọa mẹ. Con ơi, mẹ đau lắm. Mẹ, con không có. Mẹ ơi, còn cả cô nữa. Cô là ai? Cô cút, cút ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ bình tĩnh đi. Đây là hai đứa con dâu của mẹ mà. Con dâu à? Đau đầu quá. Sao mấy đứa lại đứng hết ở đây này? Còn cô, sao không vòng nét xuống cơm đi? Thế cô định để cho cái ly bụng bầu vào bếp phục dịch giúp cô à? Mẹ, sao mấy đứa nhìn mẹ như thế này? Hả? Thế rồi, đau đầu quá. Cút, cút hết đi, mấy con yêu tinh này. Mẹ ơi, mẹ cất cái gì trong đấy đấy ạ? À, mẹ viết sẵn di chúc để chia tài sản cho các con mà. Ô, mẹ tính đến chuyện di chúc rồi à? Tự nhiên mẹ làm như thế, con thấy lo quá. Không sao đâu con. Mẹ viết di chúc chia theo tỷ lệ 4/1. Con yên tâm đi, con cũng biết ý, là mẹ trong di chúc này mẹ chia cho ai phần nhiều hơn nhất rồi đấy. Bà ta bắt nạt chị như thế nào? Đừng tưởng mẹ chồng muốn làm gì thì làm nhá. Hôm nay tôi trả lại bà hết tất cả những gì bà đối xử với chị em tôi. Lấy lại. Trước đây mẹ đối xử với Thím như thế nào mà Thím làm với mẹ như vậy? Bà ta đối xử với chị như thế nào chị quên rồi à? Thế mẹ đối xử với Thím như thế nào? Mẹ bênh vực Thím, chiều Thím, cái gì cũng nói đỡ cho Thím. Bà ấy không bắt nạt tôi như chị, tại vì bà thích ngọt, thích ươn đấy. Ngày nào cũng bắt tôi phải đấm bóp rồi nịnh nọt, chứ yêu thương cái gì? Đối với bà ấy, tôi cả chị chả là cái gì cả. Cho nên bao nhiêu năm chịu đựng như thế, tôi chỉ chờ ngày hôm nay thôi. Loại mẹ chồng ác như bà ấy không xứng đáng được ăn ngon, chỉ ăn cơm chó thôi. Ăn đi, ăn đi, không ăn đi. Chết đâu, thở xuống đi. Đánh đau lắm. Dù sao ấy, đây cũng là mẹ chồng của chúng ta. Chị còn bênh bà điên kia, chị sợ cái gì? Tôi không sợ, nhưng mà nếu mà đã không yêu thương được ấy thì cũng đừng hành hạ nhau nữa. Thím mà còn làm thế nữa tôi bắt chú Lợi đấy. Ghê nhở, con dâu ngoan đấy. Thế mà ngày xưa ấy bà có mắt như mù, nếu mà chị mách anh Lợi ấy thì anh ấy cũng chẳng tin đâu. Trong mắt cả nhà này chị mới là người bị nghi ngờ là đối xử tệ hại với mẹ đấy. Hóa ra cô là người như vậy à? Tôi không có điên khùng, ngây ngô, ngây dại gì hết. Tôi chỉ thử lòng các chị thôi. Bà nói gì đấy? Mẹ nói thế là sao hả? Mẹ này. Ừ? Vợ con nhiều khi cục mịch, không được khéo léo. Nhưng mà cô ấy là một người tốt. Con nghĩ cô ấy sẽ đối xử tốt với mẹ à? Anh không phải bênh vợ anh. Tôi gần này tuổi đầu, tôi không biết ai tốt với tôi, ai xấu với tôi à? Mẹ, chắc là mẹ quá ác cảm với vợ con quá rồi. Với con, mẹ là nhất. Nhưng mà nhiều khi mẹ như thế con ấy tủi thân vợ con. Mẹ này. Ừ. Nếu mà cứ cãi vã nhau nhiều như này, con sợ không sống chung được. Sau này mẹ còn có cháu nữa. Ý anh là sao? Ý của con là nếu mà cứ cãi nhau nhiều như này, chắc con với vợ con phải dọn ra ở riêng thôi ạ. Ừ.
Ừ, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tao phải làm thế thì mới tồn tại được ở cái nhà này. Chứ bà mẹ chồng tao ngoa ngoắt lắm. Ừ, tin tao lắm. Chia tài sản cho nhà tao 4 phần, nhà anh cả được có 1 phần thôi. Ừ. À, cô lại đàn bà, hai mặt khốn nạn. Cô qua mặt tôi bao nhiêu năm qua. Uổng công, tôi coi cô như con dâu. Từ bây giờ, cô đừng hòng mong một xu gì trong nhà này. Cút. Sao thế ạ? Sao Ly lại? Mẹ, mẹ có nhận ra con không ạ? Mẹ xin lỗi, đã giả điên giả khùng để thử lòng các con. Cũng chính vì thế nên mẹ mới biết đâu là con dâu thật lòng yêu thương mẹ, coi mẹ là mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã cư xử tệ bạc với con bao nhiêu năm nay, để cho con chịu bao nhiêu oan ức. Con đừng giận mẹ nhé. Mẹ không sao đâu, con không nghĩ ngợi gì đâu ạ. Chỉ cần thấy mẹ khỏe mạnh như thế này là chúng con vui rồi.